Đúng là xui xẻo quá, thiệt là rầu hết sức luôn à. Thằng Minh Đạt, con kiến nó còn không nỡ giết thì có đâu mà nó giết người. Chuyện phi lý như vậy mà cũng gán tội cho nó được. Hai con à, hai con coi có cách nào giúp em con không, chứ không thôi là nó chết mất đó. Mình dân đen mà mẹ, chỉ biết kêu trời chứ biết làm gì. Mình không ấy á, mình coi mình quen ai á, hỏi thăm coi giúp đỡ gia đình em ba đi. Quay cũng chịu thôi, án này nặng lắm. Nha môn họ điều tra có chứng cứ rõ ràng hết rồi, bây giờ mà nói ngược lại đâu có được mẹ. Ai á, chứ Tuyết Nhung em con mà biểu bán cả gia sản để đem chồng nó về, nó cũng chịu nữa. Thì đúng rồi đó mình, có tiền á thì lo được hết à. Mình vậy để con đi hỏi mấy chỗ quen biết coi sao. Anh đi với mình. Chắc là ngươi bị bên nhà vợ sai đi chạy án cho ông anh cục chèo chứ gì. Tiếng công tử đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng, anh đi quen mà, chẳng qua là anh thấy mạng cho các người thôi, đừng có quá đáng, tha cho người vô tội đi. Còn không á, bây giờ muốn nhiêu để thả anh ra? Muộn rồi, giá nào cũng không lo được đâu ha. Ngươi về nói với nhà họ chấp nhận số mệnh đi. Nè, đừng có ác quá nha, đã giết người rồi mà còn vu oan nữa, đừng có ép tôi đó. Ngươi cẩn thận cái miệng của ngươi đó, cái chuyện mà ngươi lén lút qua lại để cung phụng cho mỹ nữ Như Hoa đó, ta đã nắm rõ hết rồi. Ngươi có muốn nhà vợ ngươi đá ngươi ra khỏi nhà để trở thành người tứ cố vô thân không? Mà chẳng phải là bao nhiêu năm qua ngươi cam phận ở rể để chờ cái cơ hội này hay sao hả? Thời cơ tới rồi đó. Mẹ ơi, mẹ, Minh ơi, Minh. Sao rồi? Có dò la rồi hỏi han được cái gì giúp đỡ cho Dượng ba chưa? Cũng nhờ giả tùm lum hết, rồi đi hỏi tùm lum hết, nhưng mà người ta cứ nói cứ chờ hoài hả? Biết sao giờ? Ủa, mẹ mới đi đâu về vậy? Thì cả nhà mới đi chùa về cầu an cho Dượng ba nè. Sư thầy phán như thần, nói là Dượng ba bị hàm oan, nhưng mà sẽ được trời cứu. Kẻ hãm hại sẽ phải đền tội. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Ai mà gây họa thì sẽ gặp tai họa, quả báo nhãn tiền, tuyệt tử tuyệt tôn, chết không nhắm mắt. Em nói gì nghe ghê quá vậy? Thầy phán vậy á, chứ em nói hồi nào? Thầy phán gì ác nhân gì? Nên bây giờ chết bò chết mũi đi. Đáng đời lắm, chết cũng không ai thương. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Sống tử tế không muốn, muốn làm loạn. Thứ đồ vô lương tâm. Thôi cô tin rồi, thôi cô tin rồi. Không bao giờ tồn tại đâu, thấy chưa? Chết đi, chết đi, mày đâu? Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà, tha cho tôi đi mà. Gì vậy mình? Mình mơ cái gì mà thấy đáng sợ quá vậy? Mình ơi, Mình ơi, Mình ơi, một giấc mơ thật là đáng sợ. Mình à, Mình ơi, Mình đừng có bỏ anh nha Mình. Mình đừng có bỏ anh nha. Mình nói cái gì kỳ vậy? Mình không làm gì sai thì sao mà em bỏ mình được? À,
Anh đâu có làm gì sai đâu mà mình bỏ anh. Không có gì đâu. Mình ngủ tiếp nha. Ngủ tiếp đi. Ngủ đi. Duyên Tiên Tiền Định, 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.